hơi quanh van thành phần bồn à bờ cà phê lay tại tiệc đồn la en tăng gồm chút giang lan sum tu theo hậu khay đan tầm phân chất tất phân chất ngoài được quyền prác tầm tù kỵ khẳng rì bún ít tăm cà phê hôm rắc khoai đông giờ rồi bút phân hậu khay đông ngân lá hậu khay lâu cũng cũng đã áp nằm và nạp tứ dụng đàn nè prác mài bún ít vẽ rồi cà phê hôm hậu khay đông nằm rị khả nó cà phê hậu khay dòng bún ít tăm cà phê tại tiệc đồn mua kia nấu ra mặt hơn hạt nặc nhu trịnh thị miên sở quần sơn qua tờ clon kế bé ta cà phê ra năm ở kinh chức cặp dân tấn đàn đọc lại cà phê lây bôn trở kẹp rắc tầm tù tấn tầm bần đá bơ ta xách lại rắc vật bút phân nằm can mất may rỉ dù miên hả mẹ mũ đê ớt lệ nói chung là năm nay thì giá cà nó lên được một chút xíu nhưng mà cái giá phân bón nó là quá là cao. Năm ơi cà bà con phê nông ta khởi dân đệnh cục nói đàn chung làm thu e hoạch không có dùng bút phấn phân khởi gì học cho khai lắm. lâu Năm người nông làm dân chị thì tôi bọn mong đàn để muốn bẹ ra cà là phê làm mỗi đê sao kinh đồng cho mà mặt cái hòn giá cúp phân một nó cúp trông lại ấp từ hợp một tông phía tí tâm để bà là con cúp để phân cuộc học sống bà khay con tầm lên ti kê bọn đàn đỡ mỗi đê khổ ở một gọi chút á xíu nập chứ bà giờ nam cứ đầu để cái chiêng. giá cả leo thang thế này thì bà con làm ăn nó không có được. Hãy nó khai cà phê lấy tất thật nông ở bờ cấp bọn chờ bần bọn hẹn rời bạc tầm thủ kỵ. Ông đợt nó khai ăn ngăn tầm cặp chất năm lệ lăn. Khẩn trị năm ơ tại nơi chí Covid chấm sinh, rồi in tư thông thức tâm, phụ phân, thật sĩ tùn trung, thật ôn thật bình, hào khai đèl. Cà phê thì nó cao nhưng mà phân nó cũng cao ạ. Phân cũng cao, năm Khai nay năm trời ơ phân nó cao cà như phê gấp học đôi khai, năm ngoái. dùng phụ phân Thì hôm cà học phê khai thì lâu, mỗi cục năm đàn là năm và nạp tư. Rắc mai bún ít ba bẹ ba rồi cà ba phê năm nhưng hôm mà học năm khai nay đông. lên được 40 nhưng mà phân thì lại cao gấp đôi luôn. Tăng cập rinh đặc nông áp bờ kết thúc hàng bài chung gặp bần hết ta cà phê. Nằm bờ bần bờ chung quay, hát lại cà phê tôn cấp bài hàng bài chung bờ bần tấn. Áp bờ ngờ hôm út trong cấp chung mà bài kè nàr can kê mà bài rồi cà phê. Khẳng trị im bốt can tầm cơ, mân tông cấp prăm chút ngủ lật hàng. Áp bờ nọc lại bài rồi cà phê tầm cơ hàm lơ, ngân lan tầm tùr bần bài hàng rìl prắc, tắt tùr bần bòn hàng rìl prắc tầm thủ kỵ. Năm Do nay mùa cái hè tại là nơi chỉ tình hình cúc dịch chùm bệnh sinh, Covid nên rồi là ấp thuê quân nhân công can thì khó tạ ấp khăn quân con nên miền cà Trung, phê chín miền nay miền chưa Tây, hái thu mua được. cây tắt tạc Mấy kênh năm Bích trước Giang là kề bẹ rau thuê cà người phê. Đắk Lắk về hái, Năm năm nay trị không năm bỏ nhân ơ, công nơi hái chơi bún bẹ rau vì cà phê do khô dịch nên chuồn bệnh chuột. Covid. Cả năm ơ, cà phê học khay, dùng đàn nó khay nè, ngọc đà bạc trong can phun tòm hồ ngành ớt. Bọn đàn eo ăn ngành kết mẹ, nên kết nắc tăm cà phê hôm ẹ trò khoai. Ngành là, áp rần nạc vật bút phân, đưa trong tích tâm, trọc tầm rồi.